Sao chị đang ngồi ở đâu vậy? Ô, sao không có tiếng nhỉ? Cập nhật sư Yuli lịch chưa? Chưa cập nhật. Sao chị lại không nghe tiếng mình nói à các bạn? Hello. Hello chị. À mạng mình đã bị lag không, lúc này chị tắt tiếng. Hôm nay chị bán hàng ở đâu đấy? Hôm nay chị bán hàng ở ngoài farm. View của chị hôm nay triệu đô quá à. Nhưng mà gió to lắm em, mảng mất lắm. Nam ơi. Ủa? Không phải lên đường này. Chết rồi. Ông này ông nhoi kinh khủng. Ây da. Nào. Ây da. Hello cô quỷ anh. À xin chào, à chào cô. Nam ơi view. Chết rồi. Chị Nam ơi view. Ủa? Gì đấy ở ngôi? Sao lôi lại biết như thế? Đúng rồi, em phải nói dòng Nghệ An thì lôi mới hiểu. Sao lôi lại biết như thế? À lôi. Dạ. Sao con này biết lôi, như thế? Ngồi xuống. Kìa, chú Nam. Dạ. Chú Nam sao view lôi chả biết đây là view của chú Nam? Sao lại biết? Chú Nam bảo à? Dạ. Ai bảo? Chú Nam bảo. Chú Nam bảo lôi như thế à? Chết rồi. Chú Nam bảo lôi như thế à? Chú Nam bảo. Kìa, cô quý anh hỏi kìa. Là chú Nam bảo à? Để đây đã, lát ăn xong. Chú Nam là cô gì? Cái gì, nói bằng tiếng Việt đi, không được nói tiếng Angola. Chú Nam. Cô không biết nói tiếng Angola đâu. Cô cũng không biết. Hai cô ngồi nghe cháu nói Angola. Ừ, bởi vì bên đấy là bên ban ngày mà bên đấy chậm hơn bên này 6 tiếng á. Đúng rồi, bên này là chậm hơn 6 tiếng. Ơi. Gì đây, em mời gì đây? Em mời chị ấn PK á. Đây đây. Chị có làm sao mà thắng được em đâu. Không, chị thắng, chị yên tâm. Chị lôi tự chấp nhận luôn mà. Các bạn ơi, lôi tự chấp nhận luôn. Ôi trời ơi. Bây giờ bên mình mà thua là bên mình phải sang bên đấy mua cho chị Lệ khoảng mấy gói khô gà với khô lợn nhá. Anh Nam đi. Anh Nam đi. Thế là hai anh chị nhà này là bình thường rồi nhá. Mà anh với em xong rồi bây giờ ông lôi ông. Đâu gọi là tớ với cậu mà. Ông lôi này chán thật đấy. cậu ơi cậu nói gì với cháu là để cháu lên đây nó phô vậy? Gì? Rồi. Nhưng mà bi cây như này chỉ có bi cây thôi à, không có kèo gì à? Chị muốn chơi kèo gì đây? Ôi chị không biết kèo gì đâu, kèo hai chơi làm gì rồi. Kèo gì mình chả thắng. Mọi người bấm tay thôi cũng thắng rồi. Bấm tay. Sao mày tự tin em? Chả qua em chấp thôi chứ giờ em mà kêu mọi người bấm tay cái ở bên kia thua liền. Bạn chấp tôi á hả? Thì ra bạn hơn thua với tôi đến như vậy sao? Đâu. Tôi chấp chị thấy không? Tôi thua như. Chị thấy không? Luôn luôn hơn thua với em. Có đâu ấy. Không. À, Nam này là có hai kiểu con trai em ạ. À, có hai kiểu con trai. Một kiểu là sẽ ông như ông Nam. Càng yêu càng... Nó sẽ có hai kiểu, một kiểu như ông Nam và một kiểu sẽ như anh Hoàng. Anh Hoàng thì sẽ rất là chiều người yêu, còn như ông Nam thì sẽ rất là kiểu càng yêu gì có câu gì nhỉ? Em biết đâu ấy, chị hỏi em. Cái gì mà cắn càng đau nhỉ? Cái gì ta? Thương nhau làm cắn nhau đau. À đúng rồi, sẽ có hai kiểu, một kiểu là thương nhau lắm thì càng thương hơn, còn kiểu thứ hai là thương nhau lắm thì cắn nhau đau đấy. Thì nó chị sẽ ơi, có nếu mà kèo này chị thua thì bắt Nam đi làm cái gì đi ạ? Bắt Nam làm gì? Sao mà thua được mà làm ấy? Bạn không tin nhà tôi thua à? Rồi nè. Bạn không tin nhà tôi à? Mọi người. Nhảy xuống nào. Thua rồi. Còn 19 giây nữa thua rồi. Sao mà thua được? 17 giây nữa, 16 giây nữa, 15 giây nữa thua rồi. Mọi người nhớ mua hàng đi nhá. Cứ Nam mua ăn thôi.
thua chị rồi. Chị ơi mọi người bảo là chị ơi mọi người bảo là nếu mà kèo này bên đấy thua thì nam nhảy xuống ao. Mình không biết bơi. Chị to, chị cũng không biết bơi đâu. Sao mà thua được? Kia ở Angola. Một khi là có em ở đây là chị có thắng rồi. Hay là cứ cần chấp không nhỉ? Chấp đi. Sao lúc này còn mấy giây nữa mà bây giờ lại lên 2 phút mấy ta? Bên đấy bị lag. Bị lag. Mọi người bấm tay. Ê, mình thua đấy. Thua là cái chắc rồi, sao thắng được ấy. Nói rồi mà. Không, em đang thẳng mà. À, có heo trăm năm. Không bao giờ thắng được. Là sao bên mình đang thua mà. Thế là mình giả vờ thua đi. Em giả vờ đấy. Chứ làm sao mà thua được. Có chứ, có. Có nha, cần nha. Ui, bên kia 15k view. Không cần view không còn. Chủ yếu mình cần chất lượng. Mọi người chỉ cần bấm tay là thật hả? Lôi kêu mọi người bấm tay đi. Mọi người bấm tay. Lên nào, view lên. Ôi mọi người bấm tay cái bên kia bấm liên tục luôn cả bên kia nhớ lên nào mình gọi mọi người đi lên. Mọi người phải cho nam nhảy xuống cái hồ đằng sau kìa, mình thấy có đằng sau có cái hồ. Quê. Nói nhanh. Chú nam chẳng. Ồ nhưng mà bên mình có đang ghim sản phẩm không ta? Không ghim sản phẩm là bị cảnh báo ấy. Ồ thật đấy, chị hay bị cảnh báo lắm. Lên nào. Lên nào. Em thua luôn đấy. Nào mọi người. À khi nào nhận được đồ kèo hôm qua thì báo chị nha. Ok chị ạ. Xong rồi đó, thua rồi đó. Quý anh ơi, bây giờ chị mà dơ lên chị bán hàng có được không? Chị bán đi. Có được không? Mọi người ơi, cho mình giới thiệu sản phẩm một chút nha. Một phút thôi. Hết rồi, lôi ăn hết rồi đấy. Đây đang ghim khô heo nha mọi người, đang ghim khô heo nha. 250g hôm nay có giá là 126k. 500g hôm nay có giá là 256k. Mọi người nhấn vào nút. Lên nào. Mọi người nhấn vào nút, con lề. Sao lại con lề vậy? Mày cháu đi cứ ngồi ăn thôi. Viu, phải lên, ra đi đu. Đấy, mình thua mà. Mày nhảy xuống ao đi em. Đâu thua đâu thắng mà. Bạn thua đó thua đi em. Thế mình thắng mình rồi. Mình ăn thua đây. Nam. Kèo gì em thích kèo gì? Nam nhảy xuống cái hồ đằng sau. Kèo gì đây? Thôi em ơi, hồ sâu lắm. Ôi nhảy xuống hồ thôi. Ôi, đã nhảy xuống hồ rồi. Không phải đâu mà bởi vì rồi. Ở đây không ai biết bơi hết. Cho nên là chết đó. Chị ơi, mọi người yêu cầu là lôi hát cắt đôi lỗi sầu ạ. À, hát đi cắt đôi nỗi sầu. Anh buông tay cắt đôi nỗi sầu. Ê, lôi mà thổi sáo mà cô lề mà hát thì hơi bị hay luôn. Cắt đôi lỗi sầu nào, ra biết được. Quên rồi. Cứ nằm cắt thả. Bài khác được không? Bài này... ba đi. Bài lề quên rồi. Hả? Bài gì? Bài gì lôi biết hát đi ạ? Lôi hát bài gì? Bây giờ hát bài gì? Chú lôi con. Ôi trời, đấy biết ngay mà vi phạm của Lai này. Nhưng mà sao ghi bằng tiếng Anh không biết. Ghi bằng tiếng Anh. Đấy, vi phạm Lai rồi. Ờ, lát nữa. Lôi hát đi, hát một bài đi. Hát một bài đi. Chú bài con. Hát lô sầu, anh nên cắt tô lô sầu. Anh cắt thì đã bao mình, anh nên bên nhau. Thôi đừng có đeo ra. Ôi là, anh đi ra hầu. Em biết là lại buồn. Đấy, bên kia 17k mắt xem. Em muốn chơi đi một bộ phật cấp gì. Ít không mà bao anh gửi lại chân đến. Anh đang phỏng vấn đó các bạn. Đang phỏng vấn lôi á. Ai dạy lôi hát bài đấy đấy? Ai dạy con hát bài đấy đấy? Ai dạy lôi hát bài này nhỉ? Không biết. Chẳng lôi không biết. Top dạy chứ ai dạy? Từ nghe từ học. Lớp top quá 180 phút này. Tôi tưởng bạn dạy, cháu hát bài đấy. Không, tôi không dám dạy đâu. À chị ơi, cho em hỏi Nam một câu này với. Sao lại hỏi chị? Cứ hỏi đi. Thằng này không có giá đâu, em cứ hỏi thoải mái. Ơi đi, cho các bạn. Tốt.
Thôi, trả về chưa? Chị ơi, chị ơi, em kể chị với chị này. Anh Hoàng ấy. Đấy, anh ấy đi đuổi anh Hoàng ấy. Lúc mà chị chưa qua ấy, xong rồi kiểu nói chuyện với em với Nam ấy, xong rồi còn kiểu xem lướt TikTok gái đào lên Phương Hoa ấy. Cái này là Quang rồi, Quang rồi. Vậy em đây. Đây cho xem hình ảnh của thằng Nam với anh đi nhá. Đúng phải. Còn đốt nhà này. Anh Hoàng bảo là anh có quen một em Đào Lê Phương Anh nhưng mà nhập tên thành Đào Lê Phương Hoa. Rồi kiểu nhảy các thứ ấy. Rồi mình đùa Nam. Giờ đây đùa lại. Em chả biết gì hết. Ôi sao rồi, quả này sao rồi? Anh tự xử lý chứ. Quả này là người ở lại Angola và người về Việt Nam nha. Đây này. Đó đâu? Đây bị đúng đây. Đỏ lao. Toang rồi. Hóa ra là vậy. Có đâu. Hóa ra là Nam không phải anh. Đừng bây giờ tin thầy ông nội đó. Domingo bán hàng, Domingo. Phải thi đấu tiếp với em. Tiếp đi chị. Chị có thắng được đâu mà cứ thi đấu ta. Nghe lời Nam. Không, nhà em ít hơn nhà chị mà. Thôi đi em. Này, mướp đắng. Em không khác gì Nam. Mướp đắng. Rồi ăn đi. Ngon lắm. Nam ơi, mình hỏi cậu này. Hôm qua mình chỉ hỏi cậu là cậu có chơi Instagram không thôi mà, xong rồi sao cậu lại follow mình? Lôi ấn à? Ngoài thằng này ai nó follow đấy? Có đâu? Đâu follow một mình em. Lôi làm sao ấy, rồi hôm qua cho mượn điện thoại chơi. Ấn lung tung. Chán thật. Ra là dậy. Ra là dậy. Đấy, nhà kia view cao lắm mọi người ạ. Không thẳng được đâu. Đây. Còn 21 suất nha. Khâu heo còn 21 suất nha mọi người ơi. Nói chung là rẻ nhất từ trước đến nay luôn. Ra là dậy. Ra là còn lé. Quý anh ơi thông cảm nha, hôm nay chỉ bán hàng. Bên kia bèo ca nhiều ơi. Mọi người ơi, khô heo làm từ heo Angola nha. Điên là heo Việt Nam nha. Heo Angola. Tào lao. Không được bốc hết. Nghĩa là chị mang từ bên Việt Nam sang bên này luôn á hả? Đưa ra bên này để... Bên này có sẵn. Hỏi như chú Long ấy. Nam làm em. Cái này mực này là mực gì thế? mực này để làm gì vậy? Ông Nam này lên live thì mảnh mồm như này thôi mọi người ơi. Chứ bình thường ấy, bị cây bị dù nhá, hôm nay bị cây xong nhá. Tầm khoảng hôm nào nhỉ? Hôm trời mưa là hôm nào anh Quỷ nhỉ? Hôm kia bị cây xong nhá, mảnh mồm lắm. Đây, mình thấy đi lại đầu phòng ngồi làm việc xong rồi. Thấy ai quen, bóng hình quen còn gọi điện call video cho nhau. Xin lỗi có kể luôn. Thì nói mảnh mồm thôi, thật đấy, mảnh mồm thôi. Sẽ có hai kiểu người, một là như ông Hoàng, hai là như ông Nam. Trước mặt thì mảnh mồm, sau lưng thì ấy. Còn ông Hoàng thì không nói. Ông Hoàng. Chị ơi, anh Hoàng toàn xui anh Nam đi ấy. Thế á? Nhưng mà thôi, bây giờ có em cho nên là chị không lo nữa. Bởi vì ngày xưa chị lại tưởng là ông Hoàng với ông Nam yêu nhau cơ. Là bây giờ có em thì cũng đỡ. Em biết gì đâu và toàn bảo em là bị BD mà. Chị thấy nữa. Ôi, thua tiếp rồi kìa. Ê, kèo này mà thua thì anh Nam anh Hoàng, nhầm Nam với anh Hoàng hôn nhau nhá. Ủa, kèo khó thế. Đừng làm vậy, anh thích lắm. Đừng làm vậy, mình thích lắm. 18 cá, cái 18 cá à? Thôi, 18 cá thì chơi cho hay thôi em ơi. Chứ thả áo sao được em. Khóc đi luôn, khóc đi. Có Quang Linh. Sora. Bây giờ chỉ có Linh mày cứu được chị thôi em ạ. Quang Linh ơi, Quang Linh, Mika, Mỹ. Sora. Chỉ có Linh mày cứu được chị thôi chứ bây giờ Quang Lôi này ăn cả ngày luôn. Đi ra đi. Không có view nữa. Ăn view đấy. View, trời ơi view. Mọi người ơi, nhanh tay nhấn vào nút. Ăn nhiều quá. Ăn nhiều. Mua. Đau phải là. Thế đâu quá đáng thật sự chứ. Chán thật. Mọi người ơi, nhanh tay nhấn vào nút. Mua. Không, để cho cô giáo bảo. Ông ngồi cho vừng đi ông nuôi, tôi xin ông ấy.
thật đấy. Tên là Bình. Khô nào ngon nhất hả chị? Hey, ăn trắng đi. Khô nào cũng ngon hết, chị gửi cho em hết tất cả các loại khô này đấy. Cho chú miếng lôi. Lôi ăn kìa. Mặc dù là thẳng kèo nhưng mà vẫn xem như là thua kèo nha. Vẫn được cho nha các bạn ơi. Bạn chơi cũng ăn gần hết rồi. Ừ, lệch múi giờ mà. Đúng rồi, lệch 6 tiếng. Ôi giời ơi, không xài được, em vứt đi. Không sao đâu, không sao đâu anh ơi. Lệch 6 tiếng nhưng mà học thì vẫn không sót buổi nào nha mọi người ơi. Điểm danh vẫn đều đều. Không bao giờ trốn học. Anh Quỷ nhỉ? Ừ. Thậm chỉ là nằm trên giường mà cũng học cơ. Nam đi. Bình thường là phải ngồi lên bàn học cơ, nhưng mà hôm bây giờ thì đối với Nam là không còn quan trọng là việc học ở đâu nữa. Ăn tô phở mình học mà. Ăn phở, làm video, học hết. Ngày xưa là Nam thích học toán, mình tuần dạy, giờ có cô giáo này, giờ thích học văn. Ngày xưa thì thích học chuyên toán, nhưng bây giờ thì chuyển sang chuyên văn. Đấy. Nhưng mà toán, chị ơi, toán thì tính diện tích hình chữ nhật, lấy hai chiều dài nhân hai chiều rộng hơn. Anh Hoàng dạy. Đi. Yeah. Thôi đi ơi, thôi đừng có mồm điêu. Thôi, thôi mình đừng có bàn về trường học ở đây nha. Đừng có mồm điêu. Đây đố này, đây đố toán, không biết này. Anh đố lại đi. Giờ đố cái kia thì nó biết rồi nhỉ. Xin Bình trừ cố Bình bao nhiêu? Đấy. Sao biết xin được? Xin Bình trừ cố Bình. Ờ, em thắng rồi kìa, trả kèo đi. Hôm qua mùng 5, ngày mai mùng 6. Wow. Nhưng mà chỉ cần đố những cái đơn giản này thôi. Là biết cái tâm. Mấy cái đấy gọi là quá đơn giản luôn. Ê, đi quay video rồi đi. Hôm qua mùng 5, ngày mai mùng mấy? Mùng 6. Ừ. Đi quay video đi. Rồi. 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 À hai, lúc này em bảo là nếu như mà thưa thì làm sao ta? Hai ông hôn nhau à? Ê, thơm nhau đi. Lôi ngồi xuống nha, chủ Nam và chủ Hoàng thơm nhau. Bán hàng đây kìa mọi người mua hàng ủng hộ anh chị một mình nhá. Chơi đi kênh thì có ông Linh mới cứu được mình đấy mọi người ạ. Bán hàng đây chị Nam. Dạ. Lúc nãy chú Hoàng hỏi là xin Bình trừ cốt Bình. Đây này tay này đang nhìn Google này. Không, đang nhìn các bạn comment đấy. Ừ. Các bạn thử comment sai là đọc sai luôn. Xin gì đâu. Xin Bình trừ cốt Bình bằng -1 á. Ôi giời, sao giỏi đấy. Đúng rồi, em nên dạy văn. Đúng. Bằng 1 mà. Xin Bình thì cũng bằng -1 thì thôi. Xin Bình cộng cốt Bình mới bằng 1 mà. Ừ. Thì sẽ anh đố là xin Bình trừ cốt Bình mà. Thôi mấy ông này cũng không biết gì đâu, cho nên là em không cần phải lo. Mấy ông này cũng không biết gì đâu. Ừ, biết đây. Đây là lúc tối là biết hôm nay chị like là chắc chắn là BK với em, cho nên là lên Google học trước rồi. Đây không bao giờ đây học lâu lâu ngày xưa này mình nhớ. Cười. Chả kéo đi. Cậu chả kéo đi kìa. Chỉ có đàn ông mới mang lại không cho nhau. Chỉ có đàn ông mới mang lại rồi cho nhau thôi. Hai ông này toàn ngủ với nhau thôi em ạ. Mà ngủ thì không mặc gì hết. Lôi ơi. Súng bên súng, đầu sát bên đầu. Đen dép chung chăn thành đôi chi kỳ. Bài đấy là bài gì? Của ai? Đồng chí đó. Bài đồng chí đây. Nhưng về văn nhé, ngày xưa mình không phải nói phép. Thơ luôn. Mình học văn ấy, là ngày xưa ít nhất cũng phải được 4 điểm. Anh 6 điểm. Mọi người ơi, qua khô gà nha, khô gà đang có giá tốt. Ghim khô gà đi, 1, 2, 3. Ăn lắm quá, không biết. Thì dừng ăn được không nổi. Đang ăn à? Ăn quá nhiều đấy. Ăn mà răng này, răng bọc lệch hết rồi đây này. Răng này, chán rồi. Không, mọi người hỏi Nam là bài đồng chí Nam vừa đọc là của tác giả nào? Đồng chí của Tố Hữu. Sao mà của Tố Hữu được? Đồng chí ấy, theo như mà phân tích của